Tiểu cảnh uống nước Ngọc Hường xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn. Và sẽ luôn chia sẻ cho quý vị và các bạn những kỹ thuật, những cách làm ra những chi tiết đẹp nhất giúp sản phẩm sẽ là mang lại hiệu quả khi hoạt động tốt nhất. Và thì ngay sau đây, Ngọc Hường sẽ đi vào chi tiết. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và đây trên màn hình quý vị và các bạn đang xem thì chính là điểm kết nối của trục bộ gõ nhạc sang chiếc cối xay lúa của chúng ta, đúng không ạ? Được chuyển động lực quay từ cánh guồng. Và chiếc cối này thì đang được lắp đặt trên một bộ tiểu cảnh guồng nước 6 người các bác nhé. Đó, và toàn bộ kích thước của bộ tiểu cảnh này là như thế này các bác ạ. Tương đối là to. Vâng, và vấn đề chủ yếu ở đây là kỹ thuật lắp đặt chiếc cối xay lúa trên bộ tiểu cảnh guồng nước như thế nào, đúng không ạ? Chính là ta đo chiều cao của trục cánh guồng sang vị trí đặt chiếc cối, làm sao chắc chắn hai vị trí này phải được bằng nhau, đúng không? Và chiếc cối của chúng ta từ đáy cối lên là 2 phân thì chúng ta phải trừ cái khoảng cách này. Vâng, và ngay sau đây em sẽ thực hiện, quý vị và các bạn cùng tham khảo nhé. Chúng ta sẽ đặt đầu thước ở vị trí khung trên của tiểu cảnh nhé, thì như vậy thì hai bên nó sẽ bằng nhau, đúng không ạ? Thì chúng ta lấy đây làm chuẩn. Đó, thì em đo từ đây lên là 12 phân rồi, và em sẽ chuyển sang bên kia là vị trí để đỡ cái chiếc cối xay lúa của chúng ta này. Và bốn cái cột này thì sẽ có chiều cao là 9,9 cm, có nghĩa là nó sẽ cộng với cả cái mặt của chúng ta đưa vào đây thì nó sẽ thấp hơn vị trí lỗ trục cuồng của chúng ta là 2 cm, đúng không ạ? Và như vậy thì chiếc trục quay của chúng ta sẽ là một đường thẳng, đúng không ạ? Sẽ đảm bảo được cái vấn đề hoạt động rất là tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa chiếc cối vào vị trí của nó để chúng ta dùng bằng mắt để căn làm sao mà cho nó hợp lý về cái độ thẩm mỹ, đúng không? Có thể là dịch vào hay là dịch ra, làm sao để cho được kết hợp hợp lý với cả những người làm việc khác ở trên bộ tiểu cảnh này. Đó. Và ở chỗ đây thì em sẽ bẻ một cái điểm để tạo dao động cho một nhân vật khác, đó chính là người xẩy lúa ở vị trí đằng trước của người xay lúa này. Và kỹ thuật bẻ trục dây nhôm này các bác cũng phải cẩn thận nhé, vì dây nhôm này sẽ dễ gãy, cho nên là các bác phải cẩn thận, phải bẻ chậm. Đó. Và chúng ta sẽ bẻ thành một điểm dao động như thế này. Và lại đưa chiếc cối trở lại vị trí để chúng ta căn cái điểm cắt của cái trục này nhé. Như vậy là trục của chúng ta cắm vào thì sẽ khoảng tầm 2 phân rưỡi đến 3 phân. Như vậy là ok rồi. Và bây giờ chúng ta lấy dấu chuẩn trên sàn này để chúng ta lắp cối. Và đã có dấu rồi thì sau đó chúng ta lấy căn cứ là mép sàn làm chuẩn. Và đo vào dấu này là 6 phân 4, đúng không ạ? Và ở mép bên kia thì chúng ta cũng lấy theo như vậy. Đây, 6 phân 4. Chúng ta đã lấy được một chiều. Và tiếp theo thì xác định cái chiếc cối này ở vị trí nào thì chúng ta lấy nốt chiều còn lại. Như vậy là đã có vị trí để khoan rồi, đúng không ạ? Và các bác lưu ý là chúng ta dùng mũi khoan to như thế này nhé, để chúng ta có thể dịch chuyển chiếc cối này lên trên hay xuống dưới, có thể ở cái mức độ mình dao động mình cho phép được.
Như vậy thì mình sẽ có cái cơ hội để chỉnh sửa nhiều hơn. Và một vấn đề rất quan trọng ở đây, đó chính là vấn đề khoan lỗ kết nối trên trục không được cân. Cho nên là khi mình hoạt động thì nó sẽ sinh ra vấn đề là bị lắc, đúng không ạ? Bị lắc không ok. Và ngay sau đây thì em sẽ khắc phục vấn đề này. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi nhé. Trước tiên thì chúng ta đánh dấu vị trí điểm nối đã, đúng không ạ? Để làm chuẩn. Sau đó thì chúng ta rút cái trục đó ra. Và dùng kìm để bẻ nhẹ, bẻ theo cảm nhận các bác nhé, làm sao ở mức vừa phải thôi, đừng nhiều quá và đừng ít để bù lại vấn đề khoan lệch trên chiếc trục to kia. Và sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh, sẽ xoay làm sao mà để cho nó bù vào đúng vị trí của nó thì nó sẽ cân. Đây em sẽ làm đây. Chúng ta có thể bổ sung trước một chút keo vitamin 2 để có thể dễ chỉnh hơn nhé. Như vậy nó sẽ cố định hơn, nó sẽ ổn định hơn. Đó, ổn chưa ạ? Các bác thấy tuyệt vời chưa ạ? Và cuối cùng thì chúng ta đã có thể cố định chiếc cối này lại rồi. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is... Ở video tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cách lắp người xay lúa cho chiếc cối xay lúa của chúng ta. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ cho em nhé. Như vậy là chúng ta đã lắp ráp được một chiếc cối và sản phẩm điều hành nguồn nước rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Đó thì chúng ta cũng chỉ cần là cẩn thận một chút, đúng không? Làm tỉ mỉ và làm chậm lại một chút thì chúng ta sẽ làm được ra những sản phẩm như ý muốn của mình. Chúc quý vị và các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.